Dù mới khởi quay chưa lâu, song dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân luôn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, thông tin về dự án tiếp tục được đẩy lên hot search nhờ cảnh hôn bị leak ra của cặp đôi nam nữ chính. Trong bức ảnh được chụp lén từ phim trường, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi nổi bật với trang phục trắng và đỏ tương phản. Đặc biệt, màn ôn hôn của cả hai được nhận xét vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng nam nữ chính của Đại Phụng Đả Canh Nhân vô cùng xứng đôi về nhan sắc. Vì thế, khi đứng cạnh nhau, cảm giác CP rất rõ ràng. Họ cũng rất mong đến ngày phim lên sóng để có thể xem trọn khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Hứa Thất An và Lâm An. Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An. Vốn là cảnh sát thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng, trở thành bổ khoái của huyện Nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, tùy hứng, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu, sau này nàng được gả cho Hứa Thất An. Đảm nhận nhân vật nhị công chúa, Điền Hi Vi được ekip sản xuất thiết kế cho tạo hình sang trọng, quyền quý và đầy nữ tính. Khán giả dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc và tạo hình của Điền Hi Vi trong bộ phim này. Bên cạnh đó, thái độ nghiêm túc, tập trung cao độ trên phim trường của cô nàng cũng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ cũng khiến dân tình u mê với tạo hình mới trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Trên các diễn đàn phim ảnh liên tục truyền tay nhau hình ảnh, tạo hình cầm ô phiên bản hậu trường của nam diễn viên. Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ, thần thái vô cùng cuốn hút của Vương Hạc Đệ cũng được đánh giá cao. Thời điểm rộ thông tin Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi đóng chính trong bộ phim này, cư dân mạng xứ Trung đã nhanh chóng đặt tên couple cho phim. Siêu thoại couple của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã được lập với tên Điền Trường Lệ Cửu, trong tiếng Trung đồng âm với Thiên Trường Địa Cửu, lâu dài, mãi mãi. Bạn có mong đợi dự án cổ trang mới của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không? Hãy chia sẻ cùng Dư Showbiz nhé!